Chanh leo là một trong những loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Sơn La. Cây chanh leo được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mai Sơn cho năng suất cao và là một trong những cây trồng đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Nhiều mô hình liên kết sản xuất chanh leo theo nhóm hộ, mô hình hợp tác xã đã được hình thành. Tuy nhiên có thời điểm giá chanh leo liên tục giảm. Một trong những nguyên nhân được xác định là do có nhiều loại sâu bệnh hại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của sản phẩm. Cùng với đó là việc bà con nông dân sử dụng cây giống trôi nổi, kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến năng suất của các vườn trồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp địa phương cùng với các nhà khoa học đã chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, cách làm mới cho bà con nông dân. Với mục đích phát triển cây chanh leo bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng cho các công ty chế biến, có những cách làm hay đã được người nông dân áp dụng thành công và cho kết quả vượt trội. Thưa quý vị và bà con, những cây giống chanh leo như thế này nếu như đem trồng luôn thì sẽ mang lại hiệu quả không cao cho người sản xuất bởi những rủi ro có thể xảy ra do vấn đề sâu bệnh hại. Thay vì có thể xuống giống luôn thì những cây giống này sẽ được chuyển sang những bầu ươm có diện tích rộng hơn như thế này, được chăm sóc trong điều kiện nhà màng, nhà lưới trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 ngày trước khi đưa ra vườn trồng. Đó chính là cách mà anh Lê Duy Nam ở thị trấn Mộc Châu của tỉnh Sơn La đang áp dụng cho những vườn trồng chanh leo của mình. Vậy cách làm của người nông dân này có những cái hiệu quả ra sao và sáng tạo như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại mô hình thực tế ngay sau đây. Với diện tích 1,5 hecta, chanh leo hiện nay là một trong những cây ăn quả mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Lê Duy Nam ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Bắt đầu trồng chanh leo từ năm 2016, đến năm 2018, gia đình anh Nam gặp phải tình trạng sâu bệnh hại khiến cho năng suất, chất lượng của các gốc chanh leo giảm sút, nguồn thu nhập của gia đình vì thế cũng bị giảm đi đáng kể. Nhận thấy, chất lượng của quả chanh leo khi trồng ở Mộc Châu có vị ngọt và hương thơm đặc trưng. Đây vẫn là cây trồng mang lại giá trị kinh tế tốt so với nhiều cây nông nghiệp khác. Không bỏ cuộc, anh Nam tìm hiểu và tiếp cận với những giải pháp kỹ thuật do Viện Bảo vệ Thực vật chuyển giao. Nhờ có cây giống tốt, áp dụng kỹ thuật dưỡng cây trước khi đưa ra trồng, nên vườn chanh leo của gia đình anh Nam hạn chế được đáng kể sâu bệnh hại. Cái cây chanh là cái cây rất là khó tính và khó làm, cho nên là qua quá trình cải tạo đất thì chúng tôi, hợp tác xã chúng tôi cũng được bên hỗ trợ rất nhiều của bên Viện Bảo vệ Thực vật đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi cho cái việc từ khi xử lý cây con cho đến khi cây phát triển và cho thu hái. Trước khi đưa giống ra trồng thì chúng tôi lấy mua giống ở những cái cơ sở sản xuất giống có uy tín và chất lượng đã được kiểm định về mẫu bệnh. Đấy, nhưng khi lấy về thì chúng tôi đã cũng để đảm bảo cho nó cây sống khỏe và tốt thì chúng tôi vừa kết hợp sử dụng cái chế phẩm của Viện Bảo vệ Thực vật, vừa có cái phương pháp ra bầu to hơn cho cây khỏe hẳn, cây cao từ 50 cho đến 1 mét thì chúng tôi mới bắt đầu đưa ra trồng. Thì đảm bảo là cây lúc đó cái sức đề kháng của cây rất là tốt, kết hợp với những cái chế phẩm của Viện Bảo vệ Thực vật thì cái khả năng nhiễm bệnh của cây gần như là chúng tôi quản lý được rất là tốt. Trước khi đưa ra trồng thì chúng tôi đã gửi mẫu xuống nhờ Viện Bảo vệ Thực vật để kiểm tra lại về những cái mẫu, những cái mầm bệnh, ở mầm virus, mầm bệnh có trong cây giống chanh leo. Nếu đảm bảo chúng tôi mới cho ra trồng. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật cùng với sự liên kết đồng hành của các nhà khoa học nên chanh leo khi thu hoạch cho chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Đối với cây chanh leo thì cái khó nhất đó là cái xử lý từ khi cây con cho đến khi cây trưởng thành, bởi vì cái bộ rễ của cây chanh leo này nếu như gặp đất mà bị nhiễm virus, nhiễm khuẩn thì rất là khó phát triển và nó sẽ rất lây lan, khả năng lây lan bệnh của nó rất là nhanh. Nhưng khi mà được sử dụng chúng tôi được sử dụng cái chế phẩm Chichoderma của Viện Bảo vệ Thực vật này thì chúng tôi thấy là cái bệnh này là nó được kìm hãm rất là tốt, là mà nó không, khi mà đối với những cây mà đã chưa bị thì là nó tăng sức đề kháng.
Còn những cây đã có chớm, biểu hiện chớm bị thì nó có thể là nó bị kìm hãm hoặc là nó dừng phát triển. Khi có sự đồng hành của các nhà khoa học bên Viện Bảo vệ Thực vật thì cái cây chúng tôi đưa ra trồng, cái tỷ lệ mà cây bị hỏng, bị bợ sâu bệnh là gần như là chỉ có những cái phần trăm rất là nhỏ. Còn là những cái cây mà đã đem ra trồng rồi thì nó cho cái năng suất với hiệu quả rất là tốt. Và đến bây giờ hiện tại như vườn chúng tôi là ở đây là thấy được ngay cái hiệu quả của cái việc sử dụng cái chế phẩm đó. Mặc dù được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, nhưng nhiều mô hình người dân chưa có kinh nghiệm nhận biết sâu hại, diễn biến quy luật phát sinh gây hại, không tuân thủ nguyên tắc 4 đúng. Vì vậy đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả và giá trị kinh tế của các vườn trồng chanh leo. Từ kết quả thực tế, các nhà khoa học cho rằng, cùng với cây giống tốt thì việc sử dụng các chế phẩm sinh học phù hợp, đúng cách cũng mang hiệu quả trong việc phòng trừ sâu bệnh hại chanh leo. Với cây chanh leo, để sử dụng có hiệu quả chế phẩm sinh học, chúng ta nên sử dụng ngay từ lúc đầu. Tại vì bản chất của chế phẩm sinh học nó là phòng hơn chống. Nó phòng chống, thực sự là phòng hơn chống. Thì để hiệu quả nhất khi bà con bắt đầu trồng mới, chuẩn bị đất trồng để trồng chanh leo, thì chúng ta là sử dụng ngay chế phẩm từ ban đầu. Và sau đó với cây chanh leo thì cứ khoảng độ từ 2 đến 3 tháng là ta có thể sử dụng lại một lần. Đặc biệt là cái giai đoạn cây con thì nên là sau 2 tháng là chúng ta sẽ sử dụng tiếp một lần nữa cho cây chanh leo. Và đến khoảng tháng thứ 4, là tháng thứ 5, tức là khi cây mới thu hoạch vụ lứa đầu, là ta có thể sau khi thu hoạch là ta có thể là tiếp tục sử dụng chế phẩm bón tưới vào trong cây. Và chúng tôi cũng đã có một số khảo nghiệm cũng thấy rằng là lượng chế phẩm hay dùng với cây chanh leo thì khoảng độ 20 gram trên một cây. Tính ra với cái mật độ trồng từ 800 cho đến 1.000 cây trên một hecta thì người trồng dùng khoảng độ 20 kg cho một lần sử dụng chế phẩm sinh học. Và các lần sử dụng cách nhau khoảng độ 2 tháng đấy, thì là có cái hiệu quả rất tốt. Bên cạnh những mô hình cho năng suất và chất lượng quả tốt như của gia đình anh Lê Duy Nam thì vẫn có những vườn trồng chanh leo gặp vấn đề sâu bệnh hại. Dấu hiệu nhận biết, cách xử lý cũng được các chuyên gia khuyến cáo cho bà con nông dân. Có cái hướng thì không phải em xử lý được cái đất này. Xin chuyên gia cho biết là trong hợp tác xã của chúng tôi thì có một số thành viên cũng trồng chanh leo mà bị cái hiện tượng bệnh là cây và bị cái hiện tượng như thế này, thì xin chuyên gia cho biết là cái cách nhận biết và cách phòng trừ của cái bệnh này như thế nào để người nông dân chúng tôi có biết đường để xử lý cái vườn chanh của mình. Cái hiện tượng mà anh đang nhìn thấy ở trên cái vườn này và cụ thể ở trên cái cành này, đấy chính là bệnh virus trên cây chanh leo. Và cái thông qua một cái chương trình nghiên cứu của Viện Bảo vệ Thực vật thì chúng tôi đã ghi nhận là cái hiện tượng mà virus trên cây chanh leo hiện nay thì chúng tôi đã ghi nhận đến 6 loại bệnh virus. Và cái triệu chứng của nó để anh có thể phân biệt với những cái hiện tượng là thiếu dinh dưỡng hoặc là do những cái đối tượng khác gây bệnh, đó chính là thứ nhất là anh nhìn thấy cái ngọn này này. Cái lá nó không, tức là cái ngọn nó không được giãn. Thứ hai là cái lá ngọn nó bị nhỏ lại này. Và đặc biệt là nó có hiện tượng phồng rộp. Khảm, đây tức là đây là hiện tượng khảm. Và đây cũng là có hiện tượng phồng rộp nữa, tức là nó bị biến dạng lá, đấy là trên lá nhá. Thế còn tiếp theo là trên quả thì mình sẽ thấy là cái hiện tượng là quả nhỏ không bao giờ lớn được, đấy là nhìn bằng mắt thường cũng có thể là thấy hiện tượng đó. Cái phần vỏ quả ấy, tức là nó không căng hết. Nó bị gồ ghề này, biến dạng này và trông nó có vẻ là nổi trắng trắng lên, và nông dân thì thường hay gọi nó là hiện tượng phấn trắng. Nhưng thực chất nó chính là bệnh virus. Xin chuyên gia có thể giúp người nông dân chúng tôi để biết được cách phòng cũng như là hạn chế cái mức tối đa cái cây bị bệnh trong vườn, và cách phòng nó như thế nào thì cũng xin chuyên gia tư vấn giúp cho. Về cách phòng chống cái bệnh này thì thứ nhất là không có thuốc nào trừ được bệnh này, chữa được bệnh này. Và không có thuốc nào cũng như không có phân bón nào có thể chữa được bệnh này. Mà cái này chúng ta chỉ có phòng thôi. Vậy thì phòng vào lúc nào, đúng không ạ? Thế vậy thì để cho không phải nhìn thấy khi mà nó lên giàn bị như thế này, thì chúng ta phải phòng nó từ khi nó còn bé như thế này, tức là cây còn nhỏ. Thì cũng đề nghị là các anh lưu ý cho, thứ nhất là ngoài cái việc là chúng ta sử dụng cây giống sạch bệnh, nhưng mà sử dụng cây giống sạch bệnh, ngoài cái việc là chúng ta phải sử dụng những cây mà nhìn bằng mắt thường có vẻ là xanh tốt,
thì chúng ta nên gửi đi để giám định bệnh kiểm tra một cách ngẫu nhiên cái lô giống đấy mà mình nhận được. Cái thứ hai nữa là phải xử lý cây con trước khi trồng mới bằng sử dụng một số các loại thuốc đặc trị môi giới truyền bệnh. Bởi vì cái bệnh virus này, vừa rồi tôi cũng nói với anh về cái triệu chứng. Thứ hai là lan truyền của nó như thế nào, lan truyền của nó trên đồng ruộng là thông qua con môi giới truyền bệnh. Đó chính là con dẹp cái vườn mà đã bị bệnh virus ở giai đoạn sớm thì cả vườn sẽ bị tỷ lệ rất là cao. Trong cái quá trình mà cây con này thì chúng ta buộc phải sử dụng một số các loại thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chế phẩm sinh học để đặc trị cái đối tượng là dẹp chích hút đấy. Và cái thứ hai nữa là phát hiện sớm những cây con mà có cái triệu chứng bệnh virus để chúng ta loại bỏ ra khỏi vườn, không được tiếc, chắc chắn là không được tiếc. Những buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con cũng thường xuyên được triển khai để người trồng chanh leo có những kiến thức hữu ích, áp dụng hiệu quả vào vườn trồng của mình. Từ đó tạo ra những vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến như Doveco, Nafood. Cây chanh leo là một trong những các loại cây mà được tỉnh xác định là cây trọng điểm trong cái việc là phát triển cây ăn quả cho các vùng các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh. Cái hướng đến để đảm bảo được cái vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang chỉ đạo cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là thành lập các cái tổ công tác xây dựng phát triển vùng nguyên liệu, trong đó chú trọng đến cái việc là phát triển các cái giống cây trồng, sử dụng các cái giống cây trồng sạch bệnh và canh tác theo cái hướng là tuần hoàn, tức là sử dụng các cái sản phẩm thân thiện an toàn với môi trường trong việc là sử dụng cho cây trồng. Điều đó sẽ nâng cao được cái chất lượng của sản phẩm và cũng như là hạ được cái giá thành, bởi vì trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid và giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, giá phân hữu cơ tăng cao thì cái việc mà sử dụng các cái phế phẩm nông nghiệp và hình thành nó kinh tế tuần hoàn thì nó sẽ giảm được chi phí và nâng cao được cái giá trị cho người nông dân. Thì đây là cái đích hướng tới của tỉnh Sơn La trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh vừa qua đã đặt ra, và sau đó thì là tỉnh Sơn La cũng đã ban hành cái nghị quyết 08 về phát triển một nền nông nghiệp xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. Có thể thấy rằng việc ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn, hạn chế sâu bệnh gây hại trên cây chanh leo sẽ góp phần nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đồng thời làm thay đổi tư duy sản xuất, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mở ra hướng phát triển nông nghiệp một cách bền vững.